Sáng ngày 22 tháng 4, Công đoàn cơ sở trụ sở chính đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng trụ sở chính Vietinbank 30 năm một chặng đường. Khai mạc hội diễn có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công đoàn Vietinbank. Ngoài ra, hội diễn còn vinh dự được đón tiếp nghệ sĩ ưu tú Thượng tá Trần Tựa, giám đốc nhà hát ca múa nhà quân đội và nghệ sĩ ưu tú biên đạo múa Quỳnh Lan, giám đốc nhà hát thực nghiệm Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Hội diễn nghệ thuật quần chúng trụ sở chính Vietinbank năm 2018 gồm có 6 đội với tổng số gần 200 diễn viên đại diện cho gần 2.500 cán bộ, người lao động của trụ sở chính tham dự. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 30 năm Vietinbank xây dựng và phát triển. Trụ sở chính Vietinbank là một trong tổng số 174 đơn vị của toàn hệ thống Vietinbank tổ chức hội diễn cấp cơ sở và sẽ tiếp tục tham gia hội diễn khu vực Hà Nội và hội diễn toàn hệ thống. Hội diễn đã diễn ra trong cả buổi sáng với nhiều tiết mục đặc sắc. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho các đội, giải đặc biệt cho đội khối vận hành, giải nhất cho đội các đơn vị không thuộc khối, giải nhì cho đội khối nhân sự và khối thực hiện và truyền thông, hai giải ba cho các đội khối khách hàng doanh nghiệp, khối kinh doanh vốn và thị trường, khối phê duyệt tín dụng và đội khối quản lý rủi ro, giải khuyến khích thuộc về đội khối bán lẻ. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.